Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam khóa 10, đã gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho gần 500 đại biểu dự Đại hội 11 và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên, chữ thập đỏ cả nước. Tham dự có các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện các ban bộ ngành Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam giữ một vai trò vị trí hết sức quan trọng. Ngay từ năm 1946, tức là ngay sau khi cách mạng tháng 8 mới thành công, nước ta giành được độc lập, Bác Hồ đã sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và chính người là vị chủ tịch danh dự đầu tiên của hội từ năm 1946 đến năm 1969. Vinh dự và tự hào được thừa hưởng và kế thừa, phát huy truyền thống nhân ái, nhân văn tốt đẹp ấy. Đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã trở thành một tổ chức hoạt động nhân đạo chuyên nghiệp, gắn bó và hòa đồng vào cuộc sống của nhân dân với gần 7,2 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên, chữ thập đỏ. Bày tỏ vui mừng được gặp các đồng chí đại diện đại biểu về dự đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhân đạo, từ thiện là một nét đẹp, một truyền thống quý báu của dân tộc ta, được trao truyền từ đời này qua đời khác, thể hiện tình yêu thương, sự quý trọng và bảo vệ con người và sự trợ giúp đầy tình người về vật chất, tinh thần, sức khỏe, trí tuệ cho những người gặp nạn hoặc kém may mắn trong xã hội là chỉ số thước đo của văn minh và sự tiến bộ của xã hội. Giá trị nhân đạo là giá trị về đạo đức của con người, về sự yêu thương, quý trọng và bảo vệ con người, giá trị của sự cảm thông, chia sẻ, nâng niu, trân trọng, đề cao phẩm giá con người. Điều đặc biệt, tôi thực sự ấn tượng với những kết quả và thành tích mà nhiệm kỳ vừa qua của hệ thống hội đã đạt được qua nhiều phong trào với nhiều hình thức, thu hút những nghĩa cử cao đẹp các cấp hội và hàng vạn hội viên với bầu nhiệt huyết vì cộng đồng, với tinh thần thương người như thể thương thân, đã trợ giúp hàng chục triệu người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống bằng cả tinh thần và vật chất với số tiền hơn 23.000 tỷ đồng. Kết quả công tác của hội không chỉ là những con số, tôi đánh giá cao và biểu dương tính lan tỏa từ các hoạt động nhân đạo của hội, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội, kể cả qua những kênh truyền thông của nước ngoài, những tấm gương người tốt việc thiện của chúng ta xuất hiện ngày càng nhiều, các giá trị nhân đạo, những tấm lòng nhân ái ngày càng có sức lan tỏa, làm cho đời sống cộng đồng ấm áp hơn, mọi người sống có trách nhiệm với nhau hơn, lấn át xua đi những cái xấu, cái chưa tốt, cái chưa đẹp, những việc làm chưa hay. Về phương hướng công tác của hội trong 5 năm tới, Tổng Bí thư đề nghị phải luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức và cán bộ, hội viên của hội. Mỗi cán bộ, hội viên đến toàn hội cần nhận thức đầy đủ và sâu rộng ý nghĩa đó để ra sức phấn đấu, nỗ lực làm việc với tinh thần thương người như thể thương thân, đầy lòng nhân ái, nhân tình, vị tha, hết lòng, hết sức. Và như thế thì vai trò và uy tín của hội ngày càng cao. Uy tín của hội là nguồn lực to lớn, là nhựa sống, là sức sống của tổ chức hội. Chúng ta đã làm tốt rồi thì tôi vẫn nói là làm tốt hơn nữa. Hội vừa qua đã hoạt động rất tích cực, năng nổ, nhiều sáng tạo và chúng ta đã thu được nhiều kết quả rồi thì sắp tới lại càng phải làm năng động, sáng tạo và thu được nhiều kết quả hơn nữa. Làm thế nào để mọi người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị tổn thương, những người yếu thế đều nhận được sự trợ giúp từ hội? Nếu phong trào người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái là sự đóng góp về mặt đạo đức tinh thần, thì cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn vào một địa chỉ nhân đạo là sự đóng góp thiết thực về mặt vật chất dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mong các đồng chí thường xuyên chăm lo để các phong trào này ngày càng đi vào chiều sâu, có sức sống bền vững trong đời sống xã hội và trong nhân dân.
Tổng Bí thư yêu cầu hội cần tổ chức một cách bài bản hơn, thiết thực hơn, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các đoàn thể chính trị xã hội để tạo ra các phong trào hoạt động nhân đạo, làm công tác từ thiện. Trong các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhân đạo, nhân ái luôn là giá trị cốt lõi, nổi trội, xuyên suốt. Do đó, sự thành công của phong trào này sẽ là sự đóng góp to lớn về mặt tinh thần trong xây dựng xã hội giàu tình người và lòng nhân ái.